Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Tuần mới lại đến, bên cạnh cuộc sống Rice Shirt, Rice Money, chúng ta cũng không thể nào mà bỏ qua được cái món ăn không thể thiếu của anh em Weibo, chương mới One Piece. Bàng Mũ Rơm đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu tại Elbap, gặp phải một kẻ đóng giả thần mặt trời đang truy bắt họ, khiến cho Luffy phải chạy cong cả đít. Tuy nhiên thì chạy không có nghĩa là sợ, vì chạy như thế vui mà. Đốt nhà người ta xong cứ chạy chơi cái đá, chứ phá nhà họ xong còn đánh cả chủ thì nghiệp nặng quá. Luffy không bao giờ gây rối, là rắc rối tự tìm đến Luffy. Ai bảo cậu ta đang chạy thì cái gương hiện ra nên nó bới vỡ. Luffy có làm cái gì đâu. Cái lồng cũng là do Zoro chém. Đền thờ của thần mặt trời là bốc cháy, nguyên nhân khách quan đều là tại hai con pet. Bằng mũ rơm nói chung cũng chỉ để tự vệ thôi. Tầm này Luffy chỉ sợ bị nhốt ở cái sân Old Trafford, bắt xem MU đá đủ 90 phút, chứ còn nhốt trong nhà kính, có hẳn một thành phố đông cư dân, thỏ lại còn nuôi béo tốt như thế thì cậu ta lại chẳng thích quá. Ngoài băng mũ rơm thì nhân vật bí ẩn tự xưng mình là thần mặt trời mang rất nhiều cư dân, toàn con người bình thường. Phải chăng là hắn ta tôn sùng Nika tới mức cosplay Thái Dương Thần, giống như kiểu là Bartolomeo sim lỏ Luffy? Nếu mà đúng như vậy thật thì mở màn Arc Elbap khá là hài hước, khi mà fan hâm mộ đi truy bắt thần tượng và chẳng biết rằng đó chính là cái vị thần mà mình sùng bái nhất. Vậy thì nhân vật bí ẩn đang giả thần giả quỷ đó thực sự là ai, và động cơ của người này là cái gì? Tất cả sẽ có trong chuyên mục Soi Cháp ngày hôm nay trên sóng của kênh Chuyện Tổng Hợp. Trang bìa của tuần này trở lại với mini story chuyến du hành quanh Wano Quốc của Yamato, đứa trẻ tộc Oni. Trong số mới nhất thì Yamato đã gặp lại Otama và Shinobu ở làng Amigasa thuộc vùng Kuri. Cô bé Otama đã được Shinobu nhận làm đệ tử và đang tập luyện để có thể trở thành một Kunoichi ở làng Amigasa. Không nằm ngoài với dự đoán thì Shinobu không phải là một trong số tân lãnh chúa của Wano Quốc. Những vị trí này đều do Cửu Hồng Bào nắm giữ. Như quá khứ, Shinobu không phải là gia thần của Oden. Bà chỉ chọn đứng về phe với nhà Kozuki để chống lại Orochi và Kaido Bách Thú. Giờ đây thì đất nước đã có được hòa bình và tự do. Shinobu chọn cách quy ẩn giang hồ, tập trung đào tạo Kunoichi nối nghiệp mình. Có lẽ là Yamato tới làng Amigasa theo lời gợi ý của Inuarashi, vì cô đang điều tra các vụ mất tích xảy ra gần đây ở Kuri. Hiện thì cũng chưa có manh mối gì, và Inu nghĩ Shinobu có thể giúp cho họ giải quyết được vấn đề này. Trước mắt thì Yamato vẫn sẽ ở Kuri, giải quyết xong cái đám bắt cóc, cô mới lên đường tới Hakumai. Nhiều khả năng đang do Raizo cai quản, và biết đâu đấy, Otama đã học được một vài kỹ năng cơ bản sẽ xin được đi cùng với Yamato, rồi sau đó thì cả hai sẽ cùng nhau ra khơi tìm Luffy. Yamato thì chắc chắn sẽ gia nhập hội cùng băng mũ rơm. Còn về phần của Otama, cô bé từng xin Ace đưa mình đi theo cùng, nhưng mà Ace nói rằng là khi nào Otama trở thành một Kunoichi xinh đẹp thì anh sẽ suy nghĩ. Giờ thì Ace đã mất rồi, chưa biết chừng Luffy sẽ thay anh trai đưa Otama đi chu du vòng quanh thế giới cũng nên. Bắt đầu với nội dung chương 1129, vẫn là cái khung cảnh đuổi bắt trong thành phố Lego. Con mèo Iscat tuy là chạy nhanh nhưng mà sải chân nó không thể nào mà so được với người khổng lồ. Chẳng mấy chốc, thần mặt trời đã đuổi kịp họ và chặn bằng mũ rơm bằng một tấm lưới sắt. Nhưng mà Zoro và Sanji thì đã phá tan nó bằng các chiêu thức mạnh mẽ. Anh em đừng có nghĩ họ kiểu dùng dao mổ trâu để giết gà nhé. Nên nhớ, đó là lưới sắt của người khổng lồ, nó cực kỳ to và chắc chắn. Vậy nên là Zoro buộc phải búp Haki vào kiếm, còn anh 3+1 thì cũng phải xài luôn cả lửa chùa. Cả nhóm tiếp tục chạy, chạy và chạy. Nami giở tấm bản đồ ra xem. Cô mô tả hình dạng của vương quốc Lego cho mọi người nắm được. Họ cần phải chạy ra tới rìa của cái thị trấn này. Ở đó còn có một tấm gương khác. Để có thể thoát khỏi đây thì chỉ cần phải phá hủy tấm gương đó, sau thì cắt bỏ lồng sắt rồi chạy ra ngoài. Nhưng bên ngoài là căn phòng của thần mặt trời. Nói chung là về cơ bản thì họ vẫn sẽ cứ là bị nhốt thôi. Cho nên cách tốt nhất là đánh bại cái tên thần mặt trời đó. Họ cũng cần phải hỏi hắn về nơi này và tại sao họ lại có mặt ở đây. Dường như là Nami khá lo lắng cho những người khác. Cô lo sợ rằng vị thần mặt trời kia đã làm hại đồng đội của mình. Vì vậy thì bằng mũ rơm quyết định đứng lại để mà đấm nhau. Và chúng ta đã có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Trong một cảnh hồi tưởng ngắn thì hóa ra thần mặt trời giả mạo chính là Rod, một thành viên của bang hải tặc chiến binh khổng lồ mới, do Hyrulean làm thuyền trưởng. Bang của Hyrulean được giới thiệu lần đầu ở Dressrosa. Họ gồm có 5 thành viên như trong hình này, và Rod chính là hoa tiêu. Bản thân Rod thì cũng từng xuất hiện trong một trang bìa riêng, trên tay thì cầm một tấm bản đồ cho thấy Rod đang đi một mình. Đôi giày cao gót của anh ta thì vẫn được giữ nguyên ở hiện tại, nhưng mà áo choàng và thanh kiếm đã được thay bằng gậy có hình mặt trời cùng chiếc áo thầy tù cũ kỹ. Hiện tại thì Rod không còn là thành viên của băng hải tặc chiến binh khổng lồ mới nữa. Rod không đồng ý với quyết định gia nhập hạm đội mũ rơm của Hajirudin, vậy nên là anh ta mới rời băng. Mình cũng vừa mới đọc lại chapter 799 thì đúng là Harudin nói rằng băng hải tặc chiến binh khổng lồ mới với 4 thành viên xin được kết nạp. Vậy ra mâu thuẫn xảy ra từ cái thời điểm vừa hạ bệ Doflamingo.
Theo mình, Rhodes là người tôn sùng thần mặt trời nhất nên mới phản đối cái việc đầu quân cho một hải tặc khác. Anh ta muốn Harudin giống như kiểu Dory và Brogy, gây dựng lại tiếng tăm của băng hải tặc cự nhân từ 100 năm trước. Nếu mà có phục tùng một ai đó thì người này chỉ có thể là thái dương thần Nika thay vì là một con người bình thường. Cho nên là việc mà Rhodes trở thành thần mặt trời giả mạo cũng không có gì quá bất ngờ. Xin chúa các bạn ạ. Nhưng vì lý do nào đó thì khi mà các bạn nhìn vào tên ở trong tiếng Nhật của Rhodes thì nó lại được phát âm là Rodo, tương tự như kiểu là Woden hay còn được gọi là Odin. Mình tự hỏi liệu Rhodes có phải được lấy cảm hứng từ Odin trong thần thoại Bắc Âu hay không? Đặc biệt là khi mà Rhodes cũng có những con pet khá là giống với Odin ấy. Theo truyền thuyết thì thần Odin có một con ngựa 8 chân được mệnh danh là chạy nhanh nhất thế giới tên là Sleipnir, kiểu chắc là châu chấu khổng lồ. Odin thì đặc biệt yêu quý con vật này và thường nhân lúc rảnh rỗi cỡi trên lưng nó vừa đi du ngoạn vừa để xem xét tình hình cửu giới. Hai cái con quạ Hugin và Munin đại diện cho suy nghĩ và trí nhớ thường giúp đỡ Odin bằng cách hàng ngày bay khắp mọi nơi, đến tối mang thông tin về. Mugin thì là tên ghép từ Munin và Hugin. Odin thì chỉ có thể uống rượu nho hoặc là rượu mật ong, bảo sao mà thành phố Lego toàn nuôi ong khổng lồ. Rhodes thì cũng sử dụng con quạ Mugin để thu thập tin tức, chính nó đã phát hiện ra băng mụ rơm và băng cự nhân rồi mới báo cho anh ta. Hai ngày trước, Thousand Sunny đã đi qua một khu vực bị bao phủ sương mù gây buồn ngủ và đó là lý do tại sao mà tất cả đều bị bất tỉnh. Mình vừa mới kiểm tra lại chapter 1124 và đúng vậy, ở trang cuối cùng thì có một khung tranh nhỏ xíu, hai cái tàu Thousand Sunny và Great Eric cùng nhau tiến vào trong một làn sương rồi biến mất luôn. Sau đó thì có một bóng đen bí ẩn xuất hiện và đó chính là Rhodes các bạn ạ. Mugin, con quạ bị Zoro chém gục ở chương trước, đã cóp được con tàu Thousand Sunny. Tới đây nào. Và đó thực chất là mệnh lệnh mà Rhodes dành cho Munin. Anh ta nhận ra con tàu của băng ngũ rơm nên mới bắt cóc họ chứ không đụng tới Great Eric. Cho nên tất cả các thành viên đang ngủ trên tàu của băng hải tặc cự nhân không hề bị bắt cóc. Tuy nhiên dường như là Rhodes không có ác ý, vì dù sao đi chăng nữa thì băng ngũ rơm cũng từng cứu mạng thuyền trưởng cũ của anh ta là Harudin. Bất đồng ý kiến nên là mới rời băng thôi, chứ căn bản giữa họ cũng không có cái thủ oán gì cả. Ngoài ra thì Rhodes cũng chăm sóc những cư dân trong thành phố Lego rất là tốt. Họ không phải ăn cái món tiểu cường hầm khoai tây, gia huy sốt cà chua, vitamin chít chít, cơm thừa và cặn canh cải bắp. Hay như kiểu là đội bảo vệ thành phố Lego đi tập quân sự về chẳng ai phải ăn thêm cái bánh mì vì bị đói cả. Chung quy thế là tốt rồi các bạn ạ. Chắc là Rhodes chỉ quá là sùng bái Nika dẫn đến tư tưởng có phần hơi cực đoan tí thôi. Mọi chuyện bây giờ đã được làm sáng tỏ và giờ là lúc để giải quyết Rhodes. Cuối chương thì Nami và Zod tấn công thần mặt trời giả mạo bằng một đòn sấm sét cực lớn. Đúng là kiểu con boss này nó rất là vừa sức với bộ bài yếu đuối. Thuyền trưởng Harudin còn bị Luffy dùng Gear 2 one hit thì cái tầm hoa tiêu bị hoa tiêu đánh bại nó cũng thường thôi. Game này là dễ. Sau khi mà Rhodes lộ mặt thì tới lượt Luffy đập vỡ bức tường bằng Gear 4. Cậu đã chuyển hẳn sang dạng từ Gear 5 về Gear 4 một cách khá là thoải mái. Sự tự do đang lớn hơn bao giờ hết và Luffy thì không gặp bất cứ một vấn đề nào về thể lực cả. Cậu đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với cái hồi ở Wano Quốc. Chúng ta cũng nên dần dần quen với cái việc là Gear 5 trở thành một hình thái chiến đấu bình thường của anh Lù đi. Và chắc chắn là nó sẽ còn xuất hiện nhiều hơn trong tương lai nữa. Bởi vì nó không đơn thuần chỉ là một dạng biến hình nữa, mà Gear 5 Nika còn mang ý chí tự do xuyên suốt mạch truyện. Khi mà One Piece đang dần đi về cuối thì cái danh hiệu là chiến binh giải phóng hay thần mặt trời Nika chắc chắn là sẽ còn được nhắc tới nhiều. Luffy thì cần phải duy trì hình dạng này để cho cả thế giới thấy, vì có nhiều người và chủng tộc khác nhau đang chờ đợi sự xuất hiện của anh. Hơn nữa thì suy cho cùng, Gear 5 chính là dạng thú mà trái Hitohito Nomi Moden Nika mà Zoan thì không có giới hạn vụ biến hình. Theo databook thì người ăn trái Zoan càng ở gần với dạng thú 100% thì sức mạnh của Zoan càng được phát huy. Rõ ràng là chúng ta có thể thấy là chẳng có một cái Zoan user nào bị mệt khi biến thành sinh vật cả. Đã biến hình là biến đi biến lại tùy ý. Thậm chí là Kaido còn thường xuyên chuyển sang dạng thanh long khi mà cần hồi sức cơ mà. Thế cho nên là Gear 5 mặc dù được sử dụng nhiều không đồng nghĩa với việc là gặp kẻ thù mạnh, mà quan trọng là bác Oda muốn như thế. Chapter 1129 được chấm điểm rating khoảng 6/10, chất lượng nó ở mức trung bình khá. Thông tin cuối cùng là tuần sau anh em mình vẫn có chương mới. Dạo này bác Oda làm việc rất là chăm chỉ, hai kỳ liên tiếp 3 chương liền. Đây là một chuyện tốt đối với anh em chúng mình. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu mà thấy hay, đừng quên bấm like, share, subscribe các thứ để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.